ai xui về phương Nam lắm nghe. Vụ gì? Trời ơi, kem về, bố đi đổ về, đã lắm sếp ơi. Trời mày đã ghẻ dữ vậy đó hả? Trời ơi, kem xếp mình đây mà. Bố thân đi, bố thân đi, bố thân đi. Kem về. Trời ơi, nó ghẻ dễ sợ không? Bố đi đỏ, giống như là viên kim cương đỏ. Về đó, nó đổi xếp, nó đổi tôi luôn. À, giờ quay lại ha mọi người, thì ngày hôm nay rất là vui, rất là náo nức. Vì em này đã nhập kho trở lại sau một tuần cháy hàng liên tục. Bây giờ mình sẽ cùng với Quyền khám phá em này, xem chất kem như thế nào, coi lên da như thế nào, trải nghiệm khách hàng như thế nào, được rất là nhiều chị em sản phẩm đó.